Tớ đang bận đám cưới mà thấy cái này thích quá không đi được. Cây này cái xanh là lá nó đẹp thế chú nhỉ? Và mấy hôm trước là phun thuốc kích thích nên là nó, lá nó to. Không nhưng mà cái lá nó đỏ này cháu ít thấy lắm. Dạ. Cây này mình đã đem đi đâu chưa chú hay là cứ để đây thôi ạ? Đâu, cái này tối chú bay vào. Vâng, ý cháu là có đem đi triển lãm đâu hay là dạ. Đem cái này đi lấy giải rồi. Đây. Cây của chú Hùng Đoàn. Các bạn trẻ nào thì nên vào đây mà tham khảo đến một lần, ít nhất là một lần. Ngưỡng mộ cái lối làm cây của chú. Nào mà không có hiểu biết, không kiên trì thì không thể nào làm được. Không thể làm được. Ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ chú. Đẹp quá chú ạ. Đấy cháu vừa quay cái biển đấy này. Nhắc cái chú Hùng Đoàn là dưới cây ai biết rồi. Đấy nhưng mà hôm nay mới chính thức gặp một chú. Chứ nhìn thấy chú là nhận ra rồi. Và các bạn nào mà trẻ thì mà mê cây nên vào đây một lần. Nhìn cái lối làm cây của chú. Quá điêu luyện.
Sau khi vào đây là lại thấy đi yêu xanh si rồi chú. Xanh si đà. Mấy năm gần đây người ta cứ hay bị bỏ quên đi. Chẳng qua là mình chưa tìm thấy cái lối nó sáng tạo. Nhưng mà vào đây thì lại thấy yêu xanh si rồi. Đẹp quá. Răm bông này. Giờ chỉ có chờ răm lên thôi. Là làm răm thôi. Để này nó ôm ở cái hòn san hô chú nhỉ? Nó ôm cái hoa hào đấy. Khi nó sống là nó cũng ngáp ngáp. Dạ. Toàn bộ hoa hào ấy. Hoa hào. Nó hiếm ở cái chỗ này có. Dạ. Vâng. Ôm san hô với là chuẩn bị đơn giản. Dạ. Nó ôm hoa hào.